Chính em là người phải theo dõi cô ta, chứ không ai khác được. Em sẽ vừa làm tay trong cho anh, vừa lấy lòng David, để không bị lộ. Tôi muốn xâm nhập vào hệ thống sòng bài của ba thằng. Tôi định nhờ anh dẫn tôi vào đó. Ai xỉu lấy về? Mày có biết bóng ma là thằng nào không? Chuyện là như vậy, tao có buôn ít đồ nhưng bị nó hất tay trên. Tao muốn hỏi bóng ma là thằng nào, đặng biết cho thằng em xử nó để trả thù. Kế hoạch của chúng ta sẽ bắt đầu từ tối hôm nay. Có anh đây đừng sợ. Không sao. Được rồi, được rồi. Sắp tới chúng ta sẽ có một cuộc mua bán với đối tác cũ là ông David. Địa điểm giao hàng sẽ được ông ta thông báo bằng email cho tôi. Tôi gọi anh em tới đây để chuẩn bị cho chuyến hàng đó. Tuyệt đối không để cho bất cứ ai hớt tay trên. Sẽ không có chuyện chiếc vali bị mất lần thứ hai. Nhớ chưa? Dạ nhớ. Dạ. Anh Tài, nếu chuyến hàng này mà thằng bóng ma dám chen vào, anh cho tụi em xử nó tại chỗ nha anh Tài. Em tức nó lắm rồi. Anh, còn chuyện cái vali thì sao? Đúng rồi đó anh Tài. Thằng đó hết tay trên của anh em mình nhiều vụ rồi. Lần này nó mà xuất hiện á, em sẽ là người đầu tiên cử nó. Còn chiếc vali kia rồi mình tìm sau cũng được, phải không anh? Tôi nói với anh em, nhiệm vụ của anh em là giao dịch thành công. Còn những chuyện khác cứ để cho nó tự nhiên xảy ra. Khử được thì khử, nhưng tôi nghĩ vụ này tên bóng ma không xuất hiện nữa đâu. Vì vụ chiếc vali 2 triệu đô đó, chắc chắn hắn chưa ăn được. Hắn sẽ sợ chúng ta gài bẫy. Có thể hắn sẽ không dám hớt tay trên vụ này. Em nghĩ là mình phải cẩn thận mới được. Anh em mình đã bị nó chơi nhiều lần rồi. Có cho tiền hắn cũng không dám tham gia vụ này. Tao tin là như vậy. Nhưng mà cũng nghe theo lời chú, phải cẩn thận với thằng bóng ma. Em cũng nghĩ như anh Sơn, không cẩn thận với bóng ma thì chết anh em mình. Mà em có cái điều này thắc mắc, tại sao những vụ làm ăn và giao dịch của anh em mình tên bóng ma đều biết hết? Em nghĩ có khi nào là... Ý mày nói là trong chúng ta có thằng chỉ điểm đúng không? Mày nói đi, mày nghi ngờ thằng nào, tao chém nó ngay tại chỗ cho mày coi. Không, tao chỉ hỏi vậy thôi, chứ không nghi ai. Có lẽ là do... Mày ăn nói cho cẩn thận nha, đừng có nghi ngờ lung tung. Ở đây đều là anh em của anh Tài, từng sống chết với anh Tài, làm gì có chuyện dám phạm bội anh Tài chứ. Các chú bình tĩnh đi. Chú Phong cũng nói có phần hơi chủ quan, nhưng mà cũng có lý của nó. Với lại thằng bóng ma không chỉ cướp của chúng ta, mà nó còn cướp của nhiều bạn khác. Tôi tin tất cả anh em. Tôi cũng nghĩ những người ngồi đây đều là anh em tốt của tôi. Có lẽ không có chuyện bán đứng tôi, nhưng mà nếu thực sự điều đó xảy ra, kẻ đó sẽ gánh hậu quả không lường trước được đâu. Thank you.
Cả thằng đó và con nhỏ đều có võ, mai mà tụi mình đông người. Anh ba kêu bắt cóc con bé thì mình làm, mà không biết bắt cóc con bé đó để làm gì nữa. Anh ba kêu sao mày làm vậy? Mày thắc mắc làm gì? Alo. Anh ba hả anh ba? Tụi em thất bại rồi. Tại sao? Có một việc đơn giản như vậy mà tụi mày làm cũng không xong nữa à? Dạ, có người phải đám anh ba. Là ai? Băng nào? Bao nhiêu đứa? Một nam một nữ. Con nhỏ lạ quắc à. Em cũng không biết nó là ai nữa. Chỉ có hai đứa mà tụi mày không xử lý được sao? Thậm chí ở trong đó có một đứa con gái nữa. Anh ba, con bé nó giỏi giỏi và có súng nữa anh ba. Cái gì? Thôi, mày còn giải thích gì với tao nữa? Thì khi bắt cóc con bé đó, con nhỏ lao theo tấn công tụi em. Em đoán nó là công an đó anh ba. Với lại chưa kể có một cao thủ giúp nó nữa anh ba. Thằng nào? Bóng ma. Hả? Bóng ma sao? Ủa, sao nó lại xuất hiện ở chỗ đó cả? Em cũng không biết nữa. Có lẽ nó nghe người ta báo con bé bị bắt cóc nên đuổi theo. Nếu không có nói con nhỏ kia là tụi em đã hoàn thành kế hoạch của anh ba đưa ra rồi. Thôi tao hiểu rồi, đây không phải là lỗi của tụi mày. À, mà tụi nó có biết thằng đó là bóng ma không vậy? Dạ không, anh ba yên tâm. Tụi nó chỉ biết nghe lời anh ba sai thôi. Không biết gì đâu. Em cũng đang giữ kín chuyện này cho anh ba mà. Thôi được rồi. Nè, nghe tao dặn, tạm thời tụi mày cứ nằm yên đó. Đừng làm gì ồn ào cho công an chú ý. Khi nào yên ổn một chút rồi hãy xuất đầu lộ diện. Em nghĩ không ai biết tụi em là ai đâu. Vì khi hành động tụi em bịt mặt mà. Anh ba yên tâm. Không hẳn như vậy đâu. Con nhỏ đó là ai? Tại sao bóng ma nó biết mà nó theo dõi? Làm gì đây mày? Dạ em chạy xe ôm ạ. Xe ôm mày? Dạ em chạy xe ôm, mấy anh làm gì đánh em vậy? Ai cho phép mày tới đây chạy xe ôm mày? Em chỉ đi kiếm cơm thôi mà. Xin mấy anh đó. Hỏi xin mày. Đây là điều ăn kiếm sống của tụi tao. Mày tới đây mày cướp mấy ăn của tụi tao. Dạ em chạy xe ôm dạo thôi ạ. Mày làm gì? Mày đỡ mày. Mày đỡ mày. Mày đỡ mày. Mày cướp mấy ăn của tao. Mày thả cho mày. Dạ, mấy anh, tha cho em đi, tha cho em đi. Dạ, em đi. Dạ, em lại anh. Dạ, em đi. Tao không muốn thấy mặt mày ở đây nữa nhau. Biến mày đi.
Cảm ơn chị. Anh không sao đâu bé Hiền, em đừng sợ. Không biết cái lũ bất nhân này ở đâu nữa, tự nhiên nó đến đây bắt cóc bé Hiền không biết nữa. Hay mình kêu công an bắt hết cái đám này mới được, chứ không thôi á nó còn làm bậy nữa đó. Mọi người yên tâm đi, công an hồi đó vô cuộc rồi. Với lại em nghĩ tụi nó bắt lầm thôi, chứ nhà mình nghèo như vậy nó bắt làm gì, tiền đâu để cho tụi nó tống tiền. Nghèo hay không nghèo cái gì, nó cứ bắt đại bắt càng vậy á, rồi tống tiền không được á thì nó báo qua biên giới. Tôi cũng nghĩ vậy đó. Đây nè bà Thu, bà có làm mít lòng ai không để cho nó ghét, rồi bây giờ nó bắt nhỏ nó trả thù. Nói tầm bậy tầm bạ, tôi ở xóm này từ xưa tới giờ có gây lộn với ai tiếng nào đâu mà trả thù. Không chừng á giống như cậu Vinh nói á, tụi nó bắt càng bắt đại vậy thôi à. Ờ hen, cũng có lý á. Cà phê của ông nè. Thằng Lâm nó về kìa. Dạ, thưa ba mẹ con mới về. Lâm. Dạ. Cái mặt của con bị sao vậy? Giờ con bất cẩn cho nên bị té thôi mà. Mẹ đừng lo nghe. Té mà bị bầm vậy đó hả? Dạ. Thôi, để mẹ đi lấy thuốc sức cho con. Là nó ngồi đi. Con đi trinh sát rồi bị phát hiện đúng không? Dạ. Chuyện con đi trinh sát bí mật nhằm phục vụ công việc của con á, phải tuyệt đối cẩn thận. Bọn giang hồ mà tụi nó thấy biến động á, thì sẵn sàng ra tay để bịt đầu mối, con hiểu chứ? Con cũng không biết tụi nó đánh con gì, sợ con tranh giành địa bàn chạy xe ôm của tụi nó, hay là tụi nó phát hiện ra con nữa. Chính vì vậy mà con không đánh trả đúng không? Bất kể vì một lý do gì thì đó cũng là một phần trải nghiệm. Con hãy cẩn thận cho lần sau. Dạ. Yeah. Chú biết tại sao anh gọi chú ra đây không? Từ ngày chú về với anh cũng đã lâu rồi. Hồi đó chú nổi tiếng trong giới cờ bạc, nhiều lần anh định kéo chú về, nhưng anh chưa kịp gọi chú thì chú đã về với anh. Anh hãy vào băng tài liền và làm tay trong cho tôi. Đó cũng là cách anh đối đầu với bọn Ba Thăng. Chú nghĩ gì vậy? Nhớ về chuyện xưa à? Dạ. Anh Tài nói gì? Chuyện xưa hả? Thực ra là hồi đó em muốn về nhóm của anh lâu rồi, nhưng mà tại chưa có cơ hội. Chứ không phải để đến lúc Ba Thăng truy sát chú không còn đường lui nên chú mới về với anh hả? Anh nói chơi thôi, chú đừng nghĩ gì hết. Dạ. Anh biết là chú cũng muốn về với anh từ lâu rồi. Thằng Ba Thăng là một thằng lũ đạn. Cũng có ngày anh thâu tóm hết địa bàn rồi đuổi nó ra khỏi đất Sài Gòn. Theo em nghĩ thì bây giờ mình đừng nên gây chuyện với nhóm tụi nó nữa. Tại vì cách làm ăn của mình và tụi nó khác nhau, mà nay nấy làm. Nhưng nó có nghĩ vậy không? Hình như là anh thấy chỉ có mình chú nghĩ như vậy. Chiếc vali 2 triệu đô chắc chắn đã lan truyền rất rộng. Một miếng mồi béo bở như vậy mà Ba Thăng bỏ qua, đó mới là chuyện lạ.
Ông tới một mình chứ? Một mình. Kìa, chú làm gì vậy? Câu hỏi này tôi phải hỏi ông mới đúng. Tại sao cho đàn em bắt cóc em gái tôi? Ông quên lời hứa năm xưa rồi sao? Đây là vụ làm ăn cuối cùng chúng ta hợp tác chung với nhau. Kể từ bây giờ, việc ai để làm, đường ai để đi, không ai còn can dự vào ai nữa. Tôi chúc ông may mắn. Cậu, bình tĩnh đi. Cậu suy nghĩ lại đi, chắc ở đây có hiểu lầm gì rồi. Bỏ súng xuống đi, chúng ta nói chuyện với nhau được mà. Hiểu lầm, một ý kiến hay đó. Chiếc vali bị bóng ma đánh cắp, rồi em gái của bóng ma cũng bị bắt cóc. Nếu như chuyện này là hai chuyện riêng biệt, tôi có thể nghĩ là ngẫu nhiên. Nhưng em gái cậu bị bắt cóc hả? Nhưng mà làm sao tôi biết được? Còn cậu nói cái vali là chuyện gì tôi không hiểu được. Một người trong giới giang hồ như ông mà nói là không biết không hiểu, ông kém thông minh từ khi nào vậy? Tôi thật sự không hiểu gì mà. Bình tĩnh lại đi Vinh, bỏ súng xuống, chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng mà. Cậu tin tôi đi mà, tôi đâu có biết chuyện gì đang xảy ra. Ba Thằng, trong giới giang hồ chỉ có một mình ông biết tôi là bóng ma. Nếu như ông không gây ra thì sẽ không có ai dám gây ra. Ông tính bắt cóc em gái tôi để uy hiếp tôi đưa ra chiếc vali đúng không? Coi kìa, tôi không hiểu cậu đang nói cái gì hết. Cái chuyện cậu có em gái, cậu chưa từng nói với tôi mà. Cậu hiểu lầm rồi Vinh ơi. Để tôi nói cho cậu nghe, tôi... Cậu... Tôi nhắc cho ông nhớ, tôi với ông đường ai người lấy đi. Đừng bao giờ tranh giành miếng ăn. Nước sông không phạm nước giếng. Tôi không quan tâm gì chứ vậy. Nhưng mạng sống của em gái tôi, nó lớn hơn ông rất là nhiều lần. Tôi nói cho ông nhớ, nó mà có mệnh hệ gì thì ông, gia đình ông và đám đàn em của ông sẽ... Chú thấy Huy Hoàng thế nào? Dạ, em thấy thằng đó cũng bình thường. Nhưng mà cũng không bình thường sao đó. Bình thường là sao? Mà không bình thường là sao? Bình thường có nghĩa là khi mà anh kêu em theo dõi nó, điều tra về nó, thì nó là một thằng giang hồ đúng nghĩa. Nó vào tù ra khám như chơi.
còn không bình thường là trước khi nó về đây gặp anh, nó là một cái thằng vô công rỗi nghề, không công ăn việc làm, rày đây mai đó. Vậy thì có gì không bình thường đâu. Một thằng giang hồ gốc thì đi đâu làm gì, ai mà dám tin tưởng mà thuê nó. Nếu nó có công ăn việc làm đàng hoàng thì đó mới là điều không bình thường. Dạ, nhưng mà em cảm thấy vẫn chưa tin được thằng này. Cái thái độ của nó... Bất cần chứ gì. Anh lại thích cái vẻ bất cần đó. Không phải là trước đây chú đã từng như vậy sao? Nhưng mà... Nó có nghề lại lì đòn. Không có bằng nào thu nạp nó thì mình thu nạp nó. Có thể nói nó là một món quà tự nhiên mà chúng ta có được. Bây giờ chỉ cần nó chứng minh có hết lòng với chúng ta hay không. Điều đó ngày mai sẽ rõ. Anh có sao không? Tôi không sao. Ở trong coi nhi viện mà ra đây làm gì? Bộ định bỏ trốn hả? Không, bác ba cứ đòi ba mẹ hoài, cũng dỗ bác ba mà bác ba không chịu đến gì hết đó. Con muốn gặp ba mẹ thì tao dẫn đi gặp ba mẹ đi. Anh đã nói rồi, mẹ mình bị mất rồi, còn ba mình thì biết đâu mà tìm. Đừng có đòi nữa nha. Không chịu đâu, em muốn gặp ba, em muốn gặp mẹ. Thôi con đừng có khóc nữa, khi nào rảnh á dì Tám sẽ dẫn hai anh em đi tìm ba nha. Dạ. Con đừng có khóc nữa. Dì Tám hứa nha, dì Tám hứa dẫn con đi gặp ba. Thôi dì Tám hứa, dì lấy khoai cho hai anh em mà ăn, ăn xong rồi về coi nhi viện nha. Không, dì Tám nói xạo, dì Tám đâu có biết ba con ở đâu đâu mà tìm. Ba đã bỏ tụi con đi với ba mẹ ghẻ, con không muốn gặp ba. Ai nói với con như vậy? Chỉ là ba con bận lo đi làm ăn, đừng có lo, ba con sẽ về mà. Dì Tám nói sao? Ba đã bỏ mẹ con đi rồi, mấy năm rồi, ba đâu có về đâu. Con đừng nghe người ta nói vậy, rồi ba con sẽ về. Mà thôi, đừng có nói chuyện đó nữa nha. Để dì Tám vào trong nhà lấy khoai, khoai dì Tám mới nấu, luộc ngon lắm đó nha. Dẫn con đi gặp ba nha. Ừ.
Tôi nghe đây ông chủ. Cô đang làm gì vậy? Đang ở khách sạn, không làm gì. Nè, cô hãy chuẩn bị đi. Chúng ta sẽ giăng lưới bắt thằng bóng ma. Sắp tới sẽ có một cuộc giao dịch giữa chúng ta và bọn tài lì. Nhật Thiên sẽ lo phần giao dịch với tài lì, còn cô lo phần thằng bóng ma. Ông tin là tên bóng ma nó sẽ xuất hiện sao? Tuy không chắc chắn, nhưng cũng khẳng định là 90% nó sẽ xuất hiện. Vì đây là phi vụ rất lớn. Một miếng bánh ngon như vậy, nó sẽ không bỏ lỡ đâu. Nếu nó xuất hiện, thì nhiệm vụ bí mật của cô là bám theo hắn. Sau khi khống chế và lấy được chiếc vali, cô phải khử hắn ngay. Nhớ chưa? Ok. Sau đó thì sao? Tôi sẽ thực hiện lời hứa của mình với cô, là cô sẽ ở lại Việt Nam để tìm tung tích người anh trai của cô. Ok, cứ như vậy đi. Ông còn định nói gì thêm với tôi nữa hay không? Không. Hãy chuẩn bị súng đạn đầy đủ. Con mồi này không dễ bắt như cô nghĩ đâu. Cô có thể toàn quyền hành động. Và cô nên nhớ, nó là một thằng đàn ông. Điều đó thì ông khỏi phải nhắc. Alo, tôi nghe. Ông đã chuẩn bị cả rồi chứ? Giao dịch lần này chỉ có thể thành công chứ không được thất bại. Tôi hiểu. Làm sao mà thất bại được chứ? À, ông đã gửi mail cho tôi chưa? Rồi. Ông chép mail đi, xem cho rõ địa điểm giao dịch. À, mà chung quanh có ai không vậy? Ông anh lo thái quá rồi đó, không có ai đâu. Cẩn tắc vô ái nái mà. Bí mật này chỉ có tôi và ông biết thôi. Ngoài ra không có ai khác. Tôi hiểu. Ông hãy chuẩn bị đầy đủ đi. Show diễn này của riêng bên ông đó. Cảm ơn ông đã nhường show diễn này lại cho tôi. Ông yên tâm, tôi không để ông thất vọng đâu. Vậy nha. Thưa ông, bữa trưa đã chuẩn bị xong. Ừ. Dạ, nước của ông đây. Chị Vũ. Dạ. Ăn một mình buồn quá, chị ngồi ăn với tôi đi. Dạ thưa, ông dùng trước đi, tôi ăn sau cũng được ạ. Trước sau gì cũng vậy mà.
Mấy hôm nay mọi người đi hết, tôi ăn một mình rất buồn. Chị cứ ăn đi. Dạ. Dạ, xin mời ông ạ. Dạ, mời ông ăn ạ. Dạ, từ khi cô Mina với Ellie với mấy chú kia đi khỏi á, tôi cũng thấy nhà buồn thiệt á. Ước gì cô ấy còn ở đây không à? Xin lỗi ông, đáng lẽ tôi không nên nói câu đó. Thôi, ăn đi. Dạ. Anh ơi, anh à. Anh ơi anh. Anh à. Em không đồng ý điều đó. Ellie là con của chúng ta. Anh không thể nào đào tạo cho nó thành một sát thủ được. Em không đồng ý. Nhưng nó có tố chất của một sát thủ. Em không thấy mặt nó sao? Lúc nào cũng lạnh tanh. Với lại trong nhà này, ai cũng phải làm việc. Nó không làm sát thủ thì nó sẽ làm gì? Em không cần biết. Từ khi chúng ta nhận nuôi nó từ cô Nhi Viện, chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận rằng nó sẽ là con chúng ta hay sao? Đối với ai thì được, nhưng đối với Ellie thì không thể được. Bây giờ em chống lại cả anh hay sao? Không, em không có ý định điều đó. Nhưng em xin anh, em muốn có một đứa con, một đứa con đúng nghĩa, dù chỉ là con nuôi. Xin anh hiểu cho em điều đó. Hãy cho em là một bà mẹ đúng nghĩa. Anh đừng biến Ellie tội nghiệp thành một con búp bê trong tay anh. Nó không phải là con búp bê bình thường. Nó là con búp bê biết đẻ trứng, mà là trứng vàng. Em hiểu không? Anh à, anh ơi, em xin anh. Em hãy thử nhìn vào mắt nó xem. Một đôi mắt lạnh tanh, chứa đựng đầy hận thù. Nó chính là sát thủ, chứ không ai khác cả. Anh sẽ kiếm cho em một đứa khác để làm con chúng ta. Không anh ơi, em chỉ muốn Ellie thôi. Nó là con của chúng ta mà. Anh ơi anh, em xin anh mà. Nói nhiều quá. Im đi. Anh đi anh. Hữu ơi,
Em có trong phòng không? Ủa, chị hai, chị mới đi mua đồ về hả? Chị mua cho em mấy bịch sữa chua nè. Cảm ơn chị nha. Dạo này thấy em có vẻ thức khuya quá đó. Bộ công việc bận lắm hả? Dạ, em cũng hơi bận. Mà sao chị biết em thức khuya? Đừng có nói là theo dõi em nha. Cái thằng này, chị quan tâm em chút không được hả? Quan tâm thì được, nhưng đừng có la em mà nha. Chị thấy em thức khuya có nghĩa là chị cũng thức khuya đúng không? Em giỏi lý luận vậy á, sao không học khóa luật sư đi? Nè, sao không thấy em dẫn bạn gái đi nhà chơi? Bộ ế rồi hả? Chị đang hỏi em hay là chị đang hỏi chị vậy? Cái thằng này dám chọc chị hả? Thôi, không nói nữa, chuyển đề tài đi. Lời đề nghị của chị em thấy làm sao? Lời đề nghị nào? À, vô chỗ chị làm á hả? Em đã nói rồi, em không thích hợp chứ gì. Bây giờ ở cơ quan chị rất cần người có trình độ công nghệ thông tin như em. Em mà chần chừ như vậy á, mày mốt người ta tuyển xong á, có muốn cũng không được đâu. Nếu không làm bên chị á, thì em xin làm chỗ khác. Với lại á, em thích lang thang đi chụp hình nữa. Đi vô chỗ chị làm gò bó lắm. Chị không hiểu em đang nghĩ gì nữa. Thôi, không nói chuyện với em, chị về phòng đây. Chị hai, khoan đã. Không, em thấy tâm trạng của chị không có tốt đâu. Hay là chị để bên bánh này lại cho em đi, để em thay chị giải quyết nó cho. Hả? Đừng có mơ. Lo mà ngủ sớm đi. Nè. Dạ, chào ông chủ. Em mới nhận mail của ông chủ xong à? Đó là địa chỉ giao hàng sắp tới. Nhớ, giữ bí mật, không cho ai biết. Em hiểu rồi. Ông chủ yên tâm đi. Về nhiệm vụ giao lô hàng lần này là do em làm phải không à? Đúng như vậy. Cậu sẽ lo. Nhớ, không được thất bại đó. Chiều nay hàng tài liệu sẽ được đưa đến. Cậu và đám đàn em ra nhận cho tôi. Dạ, cảm ơn ông chủ đã tin tưởng em. Em sẽ không làm ông chủ thất vọng đâu. Tôi cũng hy vọng như vậy. À, chuyện tôi giao cho cậu thế nào rồi? Dạ, cũng có chút thông tin. Cô ta đã... Vậy sao? Được, tôi hiểu. Cậu cứ tiếp tục công việc mà tôi giao đi. Có gì tôi sẽ thông báo. Làm gì mà sáng sớm có vẻ cặm cụi vậy? Mà anh bị sao vậy? Hả? Không có gì. Tối hôm qua anh bị té xe đó mà. Anh có chuyện muốn gặp thủ trưởng gấp. Tí mình nói chuyện sau nghe. Dạ, tôi hiểu rồi ạ. Dạ. Dạ, dạ, chào anh. Vào đi.
Dạ, chào thủ trưởng. Có chuyện gì mà con gấp gáp vậy? Tài liệu gì vậy? Thưa ba, vừa rồi con có nhận được tin mật báo từ Trung Dũng gửi về.